thưa quý vị, chủ trương xây dựng nông thôn mới luôn gắn liền với mục tiêu lấy người dân làm chủ thể trung tâm, vừa là đối tượng được thụ hưởng, vừa là lực lượng chính. Triển khai thực hiện các tiêu chí mới trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, công tác dân vận lại càng được chú trọng hơn, nhất là đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa như xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Thôn Hòa Hải được Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú chọn làm điểm xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới trong năm 2023 này. Xác định thành công được hay không là phụ thuộc vào nhân dân. Do đó, ngay từ đầu năm, công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia được đặt lên hàng đầu với nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền trên hệ thống loa của xã, trong các nhà văn hóa, các buổi sinh hoạt của đoàn thể. Qua tuyên truyền vận động, nhận thức của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt, tạo được sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện. Trước mắt, là như chỗ chi bộ và quân dân chính là tập trung huy động, là như toàn bộ là đảng viên, là như cán bộ quân chính và toàn là toàn thể nhân dân để là như xây dựng toàn bộ tất cả các tiêu chí là như thôn kiểu mẫu nông thôn mới. Trong khi đó là hắn đi sâu vào trong hơi tiêu chí thứ nhất là dần giảm nghèo, và cái thứ hai là riêng về chỗ cái tiêu chí môi trường thì vận động là như toàn thể là như cán bộ là như và nhân dân là ra quân ngày chủ nhật xanh đẹp. Ở trên địa bàn xã Hòa Phú hiện nay thì có 8 thôn. Thì trong giai đoạn trước 2023 thì hiện nay đã có 3/8 thôn là đặt thôn kiểu mẫu. Thì đối với cái chương trình của ủy ban xã đề ra trong năm 2023 là phải hoàn thành một thôn, đó là thôn Hòa Hải, cũng đã được qua cái tuyên truyền các chủ trương về nông mới kiểu mẫu thì bà con nhân dân cũng hết sức đồng tình là ủng hộ. Cùng với thôn Hòa Hải, để thực hiện tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú cũng tiếp tục vận động nhân dân 7 thôn còn lại, tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí đã đạt được. Đối với thôn nông thôn mới kiểu mẫu thì cái vai trò chính là người dân. Thì tất cả các tiêu chí, ngoài các tiêu chí cứng còn có tiêu chí mềm nữa, thì cái sự nỗ lực phấn đấu của người dân để đạt được cái bộ mặt của nông thôn mới kiểu mẫu nó khác so với cái nông thôn mới bình thường, thì đây là một cái sự là cố gắng của bà con và nhân dân. Thì qua cái sự đồng thuận cũng như là sự đồng kết của bà con nhân dân thì họ cũng quyết tâm thông qua cái thực hiện các cái chỉ tiêu trong cái bộ tiêu chí của nông thôn mới kiểu mẫu. Dù xuất phát điểm thấp nhưng với quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Hòa Phú đã cán đích xã nông thôn mới vào năm 2014. Kết quả này là minh chứng lớn nhất cho việc vận dụng nhuần nhuyễn bài học dân vận và là cơ sở quan trọng để chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục đoàn kết hoàn thành thắng lợi các tiêu chí mới trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.